vài bữa hôm trước á, là mình sẽ gọi ra cái bài bot là bài tin tức. Tin tức thì nó có cấu trúc bao gồm là có category và bot. Thì bài hôm nay á thì mình sẽ gọi ra cái dạng gọi là về cái sản rủ đất là sản phẩm. Sản phẩm thì có bao gồm là thông tin sản phẩm, rồi giá cả, rồi thêm cái nút mua hàng đó. Rồi sẽ cho bạn coi một cái sản phẩm mẫu ha. Ví dụ ở đây tôi có trong web Auto Ăn Sương sản phẩm mẫu đây. Ví dụ đây sản phẩm mẫu sẽ có là hình ảnh bên ngoài của sản phẩm, là hình ảnh đầu tiên và cái tên sản phẩm và cái giá sản phẩm. Thì list vô bên trong thì sẽ có là hình bộ sưu tập hình ảnh của sản phẩm này, từng hình ảnh. Rồi xuống dưới đây thì cũng có tên sản phẩm, rồi có nút chia sẻ, rồi nó có giá, rồi có nút thêm vào nhỏ. Ở đây là thì cái sản phẩm bên đây rồi có danh mục sản phẩm đó, và các tìm kiếm sản phẩm gì đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái phần này. Thì để làm được phần này mình phải đăng nhập vô quản trị ha, của website wadmin. Rồi đăng nhập vô rồi mình sẽ cài thêm một cái login. Thì vô login rồi add new để cài login. Cái login mà làm được cái phần quản lý trang bán hàng á là mình sẽ xài login WooCommerce. WooCommerce đây, xài login này. WooCommerce rồi xong rồi mình sẽ bấm vô install now. Mình cài nó. Rồi sau mình FT ha. FT xong nó hiện lên cái bảng cấu hình cho cái khu công mệt. Thì đầu tiên mình bấm tiếp là Let's Go để cấu hình những cái nó yêu cầu. Ví dụ đây nó sẽ tạo ra những cái bay này tự động tạo ra bay shop, bay card, bay check out và bay my account. Và những bay này bay shop là những là bay về cái liệt kê tất cả sản phẩm, bay card chính là trang về thanh toán, không phải trang về giỏ hàng, check out và về thanh toán, còn mà cao và về cái thông tin của người mua hàng. Rồi continue và tiếp tục để qua tiếp cái phần tiếp theo là về cấu hình về cái thông số về mua bán, mình bán ở đâu, ở mình bán ở Việt Nam nè, rồi cái tiền tệ của mình xài là thì cái loại nào, Việt Nam đồng. Rồi cái đơn vị tiền tệ nằm trái nằm phải. Rồi xuống dưới tiếp theo là cái khoảng cách mà hàng nghìn á, ở Việt Nam mình xài dấu gì, dấu chấm. Còn khoảng cách dấu hợp phân ở Việt Nam mình xài dấu first. Còn number thì mình để ví dụ như là 10.000 á thì thêm hai số 0 phía sau. Rồi mình xài đơn vị, mình xài cái này là mình xài trọng lượng là ký luôn, rồi cái đo lường về chiều ngang là cm. Rồi tiếp theo là mình continue tiếp, mình sẽ qua tới cái phần về shipping. Thì máy này mình để tầm mình chưa có xài, mình cứ để nguyên vậy đi, tại mình chưa có. Thì mình nếu mà có liên kết với công ty mà vận chuyển và cộng thêm tiền thế tiền vận chuyển vô mình sẽ có mình sao. Tiếp theo là phần thanh toán ở đây thì nó này login của nước ngoài cho nên chỉ tích hợp thanh toán là PayPal, và PayPal là thanh toán của quốc tế, và hình thức thanh toán thứ hai là hình thức thanh toán giao hàng tính tiền, còn mấy cái còn lại thì mình cứ để hoặc là hình thức chuyển khoản ngân hàng, ba cái này ha. Còn hình thức thanh toán online Việt Nam đang xài thì thông dụng là ngân lượng và bảo kim, tôi sẽ hướng dẫn tích hợp sau. Tiếp theo qua tiếp thì tiếp rồi xong các phần xong phần này mình sẽ quay lại ha. Đó quay lại rồi thì đây thì có thêm một cái WooCommerce là cái đồ đất. WooCommerce là phần có tất WooCommerce, đây là phần có về quản lý về đơn hàng và cái order là đơn hàng. Coupon là cái mã giảm giá, báo cáo, setting là cài đặt, system là tình trạng hệ thống, extension là những cái mà login liên quan, giống như là mình muốn xài cái gì riêng của WooCommerce thì mình lên download những login để mình về mình làm riêng, giống như là cái mà thành phần mở rộng của WooCommerce á. Rồi product là chuyên về cái sản phẩm, thì đây là product là sản phẩm, category là danh mục sản phẩm, tag là cái keyword,
attribute là thuộc tính sản phẩm. Attribute thuộc tính là nghĩa là sao, giống như cái sản phẩm mình bán quần áo đi, thì mình bán là có xe S, xe M, xe L, quần màu đỏ, màu tím, màu vàng. Thì ví dụ quần xe S thì mình bán 10.000, xe L mình bán 15.000, thì vô đó người ta chọn xe S thì người ta tính tính người ta giá là 15.000, ví dụ mỗi size mỗi giá khác nhau, đó mình sẽ xài cái attribute của mình đó. Rồi xong rồi tiếp theo là mình sẽ đầu tiên mình sẽ tạo ra những cái category. Ví dụ đây tôi là một cái trang web ở đây, cái trang này đang lên bay này, nhiều tụi tôi sẽ bán thêm là quần áo đi ha. Bán thêm quần áo thì tôi sẽ có là tôi tạo thêm một cái category là đồng phục ha, bán đồng phục ha, mình là bán đồng phục nam đồng. Rồi đồng phục nữ, bây giờ tạo đồng phục nam xong á thì đây có một cái quay, có một tấm hình đó ha, một tấm hình đó. Thì bây giờ đồng phục yoga nam thì mình sẽ có một tấm hình đây ha, hình đây và mô tả, mình có thể mô tả ở đây rồi mình thôi upload cái hình đồng phục lên, hình đồng phục mình lưu nãy trong OE đúng không. Đây nam này ha, up lên nó hiện hình đây, rồi in UMA, rồi sau mình update. Rồi tiếp theo mình quay lại ha, quay lại cái đầu đất, quay lại cái category. Rồi ép thêm ha, ép thêm một cái đồng phục nam và đồng phục nữ ha. Rồi xong rồi upload email. Đây vô. Đó là mình tạo hai category ha. Đó. Ép qua. Rồi sau đó có hai category rồi, bây giờ muốn đưa ra menu thì sao? Rồi gọi ra menu và mình có một cái main menu ở trên này nè, không, trên này mình có main menu, mình muốn là một cái shop ở đây có là gì đó làm sao. Thì ở đây mình sẽ là mình sẽ vô phần gọi là menu thì đây nó có những menu tin tức gì đó đây, mình này mình kéo vô đây đây, cái này bữa mình làm thử nha, tin tức này mình tạm thời mình cho nó bỏ qua đi, không cần xài nữa. Mình tạo thêm một cái ví dụ ở đây mình có là thằng shop, bay shop là hiển thị tất cả sản phẩm nha, bay shop hiển thị tất cả sản phẩm, là có một cái bay định nghĩa shop như cái sản phẩm đẩy qua đây, mà sửa có thể sửa lại với thường mình sửa lại được luôn, scroll xuống sửa lại là viết qua cũng được nha. Shop là ghi sản phẩm cũng được nha. Rồi shop này mình sẽ có những category, thì category mình sẽ vô phần là product category nè, đây mình có hai product category, product category view on, hai cái product category hồi nãy mình vừa mới tạo, chọn qua, add qua mình cho con này, view list vô shop là hiện tất cả sản phẩm, còn list vô từng cái là hiện riêng của từng loại sản phẩm đó, sale lại. Rồi sale lại xong rồi mình sẽ view lên, view website lên. Website lên mà không chưa ra, chưa thấy ra nữa ta, 5 cây mà không ra thì phải cái này phải sửa lại cho mình đúng không, hồi nãy mình đây mình sửa rồi mà chứ không ra thì cái chỗ này phải đâu mất cái tin tức chứ, mình mới xóa tin tức đi mà đúng không. Ở để tôi tắt cái get đi luôn, tôi disable thằng get đi luôn đi, không xài get nữa, get đi rồi nó nhớ quá, nó lưu nhớ tạm quá. Get này, get với đức get tắt luôn, không cho xài nó nữa. Chi xài nhớ được không? Ủa
Này, đây có nè, đây thay đổi nè, thấy chưa? Còn lưu bộ jacket á, lưu bộ jacket nó cũng tai hại lắm, nhiều lúc cũng hại não mình, sửa hoài không thay đổi, sửa đúng rồi đó, mà thật sự mình sửa đúng rồi mà nó không đổi. Thường mình thấy mình sửa đúng rồi nhưng mà nó không thay đổi, mình sẽ kiếm một cái máy khác, cái laptop khác hoặc là máy tính của bạn mà kêu test thử là mình mới được. Tại mình còn lưu bộ jacket đó nè, giờ thay đổi nè, chưa? Thôi mà mình thấy có máy khác chứ, nó bắt buộc chứ sao mà không có được. Máy mình thì thấy mình sửa đúng rồi nhưng mà nó ra cái không có thể không. Thì cái đó thì qua trình duyệt khác thôi, chút xíu là nó tự hết à, chút xíu thôi. Ừ, chứ mà nó không hết, hiểu không? Rồi quay lại nha, quay lại nha, quay lại từ từ, quay lại cái phần quay lưu tiếp tiếp. Rồi tiếp theo cái video là mình sẽ đăng một cái sản phẩm ha, hướng dẫn bạn đăng một sản phẩm như nào. Là bây giờ đăng sản phẩm sẽ vô phần product. Rồi đây mình sẽ add product. Điều đây tôi lấy một cái sản phẩm bên đây, thì bên đây có đây sản phẩm, đây tên sản phẩm, copy tên sản phẩm qua dán vô đây, có tên sản phẩm. Và tiếp theo là cái hình ảnh sản phẩm, tôi view lưu lại sale. Rồi sau đó là giá, mô tả ngắn của sản phẩm đây, mô tả ngắn đây, mô tả của sản phẩm luôn. Và bây giờ là mình sẽ copy từ cái vào ha. Rồi tiếp theo là đây, cái phần đây, cái phần trên ngay chỗ này á, đầu tiên xuống mình thấy á, phần mô tả sản phẩm, mô tả sản phẩm. Còn dưới đây á, nó có giá, giá nhập chỗ này ha. Và sản phẩm này á, thuộc cái category nào chọn vô ha. Rồi bây giờ mình copy cái chi tiết sản phẩm trước, dán vô phần tên C. Về. Rồi tiếp theo qua tiếp đây, hình này chèn trong bài viết luôn nha, view sale. Rồi ở đây là phần mô tả ngắn của sản phẩm, thì dưới đây nó có phần product short description là mô tả ngắn của sản phẩm. Rồi giá của sản phẩm là bao nhiêu, giá là 650.000 đúng không, bỏ vô, bỏ giá vô, giá đây giá sản phẩm là 650. Rồi nếu mà giá 650 muốn sale xuống còn khoảng là 500 vô. Rồi sản phẩm này thuộc cái category nào, thuộc đồng phục nữ ha. Rồi hình ảnh sản phẩm đây mình sẽ có là hình ảnh có hai dạng, hình product image chính là hình đại diện thấy đầu tiên ở bên ngoài, còn product category là lít vô trong chi tiết sản phẩm nó thấy những hình tiếp theo ha. Hai phần đây tôi đưa hình ảnh đại diện bên ngoài là hình này nha. Rồi còn lại là hình sản phẩm còn lại ha. Ví dụ đây tôi chưa có hình, tôi lấy đại thêm hai ba hình nữa thì nặng tôi làm mẫu ha. Đấy. Rồi tiếp theo cái hình mà nếu mà cái hình trong đây, cái hình trong mà chỗ phần mô tả mình muốn chèn hình nó cũng được, FMA FBA
upload file. Rồi mình sẽ chọn cái hình này đi, hình này cho giống cái đó luôn. Rồi chèn vô. Đó, chèn vô và cho nằm trái nằm phải gì đó mình cho nha, nằm trái nằm phải mình chọn canh cho xong đúng không? Xong tất cả mọi thứ xong rồi, public public rồi mình sẽ qua đây mình F5 rồi mình kiểm tra lại nha. Xem mình vô phần phần phụ nữ nó có sản phẩm đây, giá đây nha. Lít vô trong, lít vô trong thì ra sản phẩm của mình với đây những hình liên quan từng cái đó, chất lượng. Còn cái chỗ này mà nó bị trà, nó bị gò bó bên này nữa thì mình sẽ cấu hình lại ha, cấu hình lại trong phần thêm option. Cấu hình thêm option này cấu hình đâu, mình sẽ vô phần thêm option. Thêm option là mình kéo xuống dưới là bằng shop. Shop này thấy chữ shop không? Vô. Rồi vô phần shop. Rồi shop mình muốn hiển thị dạng nào mình đây mình có ha, mình cho cái layout hiển thị sản phẩm nè. Rồi xuống dưới xuống dưới cho đây style single product. Single product chính là khi mà click vô trong phần chi tiết sản phẩm cái phần single product. Ở đây mình cho là tab. Ha, cho tab ha. Tab sau này nè, sau này mày. Ha, tab sau này mày. Rồi save lại. Save trong F5 rồi coi. Chắc mang lại mình sẽ cái phần cái mô tả sẽ nhảy xuống dưới. Ha. Đó. Rồi. Đó là phần đăng sản phẩm ha, đăng sản phẩm đơn giản vậy thôi. Rồi phần kích thước hình ảnh này, kích thước hình ảnh này bao gồm có kích thước của mình ảnh lớn bên trong. Thì kích thước này mình sẽ hiệu chỉnh ở đâu? Hiệu chỉnh ở đâu? Thì mình sẽ chỉnh trong phần Google Commerce Setting ha. Google Commerce Setting. Rồi Product. Product dưới đây mình sẽ có phần Display hiển thị. Hiển thị xong rồi vô đây mình sẽ có cấu hình là đây kích thước. Kích thước category và kích thước single product 600x600, kích thước hình ảnh bên ngoài. Hand drop người ta là sẽ drop, cũng như bỏ hand drop này đi, giờ nó sẽ không drop, nó sẽ resize về đúng cái tỷ lệ nhưng mà nó không có drop, làm sao đúng cái tỷ lệ nhưng mà nó không có drop. Còn cái bóng này nó sẽ drop bỏ, mình sẽ mất hình. Đó, tùy theo. Đó, nghe không? Thôi không khác. Cách chỉnh sửa hình ảnh vậy nha. Rồi, bây giờ kết thúc cái video mà đăng sản phẩm ở đây, mình sẽ đăng một số sản phẩm lên để có cái mình test nha. Tiếp theo mình sẽ gọi sản phẩm vào một trang chủ hoặc bất kỳ cái trang nào đó, ví dụ mình tạo một cái trang nào đó đi, mình thiết kế trang nào đó, mình muốn gọi một cái sản phẩm mình đăng ra, gọi là sẽ gọi sản phẩm là đăng ra, nghĩa là những cái sản phẩm nào mới sẽ tự động sẽ gọi vô một cái vùng nào đó, ví dụ cái vùng này đi mình đăng ra. Thì để xài việc đó mình sẽ sử dụng shortcode Google Mart, sử dụng shortcode Google Mart. Google Mart sẽ có một cái shortcode để mà gọi ra, ví dụ đây là muốn gọi, muốn xài cái trang mà về cửa hàng thì xài cái số code này. Khi bây giờ dán số code vô thì sẽ gọi cái trang đó là trang về cửa hàng. Rồi ví dụ về product category. Product category là sản phẩm. Sản phẩm tất cả những sản phẩm thuộc một category đó. Đây. Còn product mà category có từ S là gọi ra tất cả các category.
gọi là nhiều category, nhiều category. Rồi rồi ha, rồi rồi rất sale là sản phẩm sản phẩm đang đang giống như là khuyến mãi đó. Rồi đầu rất top, đầu rất rồi những cái thằng đây này có tất cả như 22 cái subcode. Dù tôi làm mẫu một cái cho bạn coi, ví dụ bây giờ tôi muốn gọi là product, ví dụ tôi gọi là cái product, sản phẩm mới đi. Sản phẩm mới, product thì gọi một sản phẩm. Đây, sản phẩm mới đi, present product. Đây. Tôi gọi là 12 sản phẩm, từng sản phẩm là mới nhất tôi gọi ra. Chỉ là 4 column. 4 column và 4 ha. Tôi copy này ha. Rồi tôi sẽ quay qua cái trang của tôi. Đây này. Tôi sẽ qua edit bay này. Bay nào đưa vô bay nào edit bay đó. Rồi sau đó tôi xuống dưới cùng không, tôi thêm một cái session. Rồi session tôi thêm một cái warp. Thì trong cái warp này tôi sẽ thêm một item. Item tôi xài cái column này. Cái column này tôi sẽ cho nó đầy luôn. Edit nó. Rồi xong dán vô đây. Tiêu đề tôi đều để là có thể xài tiêu đề đây hoặc là xài tiêu đề khác thôi. Tôi xài tiêu đề này, tôi xài tiêu đề khác đi. Rồi đây tôi xin vào item. Item thứ hai là tôi xài cái tiêu đề kiểu khác đi. Cũng column luôn. Như vậy đi. Đó, column này tôi cho nó đầy luôn. Cái này lên trên, cái này tôi dùng ý tôi làm tiêu đề, tôi đặt tên là sản phẩm mới. Mới nhất. Rồi, tôi cho nó là H1 chẳng hạn. Rồi màu gì đó mình sẽ dùng style ha, màu gì đó sử dụng style, tôi để mặt màu mặc định luôn. Rồi xong tôi sẽ lưu lại. Rồi rồi tôi sẽ bị xích sai lên. Tôi kéo xuống dưới tôi coi coi có ra sản phẩm không. Sản phẩm mới nhất nó ra 4 cái nha, 4 cái. Nó ra khoảng 4 cái nó ra như 12 cái, nãy mình để 12 cái ra 12 cái. Còn muốn để mấy cái nữa mình để. Còn muốn chữ rồi ra giữa thì mình để vô thêm thẻ center vô, ra giữa. Đó. Cách. Còn dù muốn gọi sản phẩm từng category thì sao? Cũng đây, mình coi subcode, mình kiếm cái subcode product category. Product category đây này có là product tên category. Ví dụ muốn gọi những sản phẩm thuộc về cái coi đây mình có category nào ha. Đây mình có rất là nhiều category. Đây product đây. Đây ví dụ tôi muốn gọi là cái nào đây? Cái nào có số sản phẩm bên đây này mình coi cái nào có dù album ha, gọi cái album ra. Album ra thì quay lại cái bay gọi album ra ha. Album ra thì mình sẽ đây mình sẽ thêm một cái nữa đi. Đây tôi sẽ copy ra. Đây này, đây tôi có nút là copy, phải copy này ra, khỏi cần tạo nữa. Copy ra thì cái dưới đây, cái giữa cái nội dung mình sửa lại. Đây đặt tên là album. Album ha. Rồi mình save lại. Mình đây sản phẩm đây là ghi là đặt tên là album. Ở đây mình có ra giữa đúng không? Ra giữa bữa mình học rồi cái thẻ này nha. Center đóng vài đóng thẻ center lại đây. Đó, rồi xong lưu lại. Album viết sai đúng không? Rồi. Xem lại. Thì tất cả những cái sản phẩm mà thuộc thằng album nó sẽ gọi ra. Nó nhấp nè, album nè, nó ra nè. Nè, album nó ra. Đó. Và thể chia tạo nó có bay đồ đất của mình chia ra. Như vậy. Nó là một cách gọi ra từng bay phải tạo ra nhiều bay.
bay này về album thì mình gọi ra, bay kia bay nọ mình bay, hoặc là từ cái calorie mình gọi ra để mình gọi ra mình tùy biến ha. Đó rồi sau này muốn thêm gì đó hay làm gì đó mình chỉ dựa trên cái Google Shortcut này, tất cả mọi thứ ở đây hết, nó có hết tất cả mọi thứ ở đây ha.